Chi bộ Cục Phòng vệ Thương mại đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13, chào mừng đại hội Đảng bộ công thương nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cùng các đồng chí trong đảng ủy bộ công thương đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, chi ủy cục phòng vệ thương mại đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện điều lệ đảng, xây dựng ban hành triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản theo quy định, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, cụ thể hóa các nghị quyết của đảng thành chương trình hành động, bám sát nhiệm vụ chính trị của cục. Trong công tác, Cục Phòng vệ thương mại đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao như xây dựng các chương trình đề án, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng vệ thương mại, hoàn thành nội dung đàm phán phòng vệ thương mại trong khuôn khổ hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP, chủ động theo dõi, nghiên cứu, thường xuyên xây dựng báo cáo về tác động của tranh chấp thương mại Mỹ Trung, sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất trong nước và hỗ trợ cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. Với kết quả đạt được như trên, trong giai đoạn 2017-2020, chi bộ cục liên đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với tự do hóa thương mại ngày càng sâu rộng, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ cục phòng vệ thương mại, sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Công Thương cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, chi bộ cục phòng vệ thương mại đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. Bên cạnh những thành tích, chi bộ vẫn còn một số khó khăn tồn tại cần khắc phục, như nghiên cứu, bổ sung thêm các ý kiến góp ý tại đại hội để có giải pháp thực hiện tốt hơn cơ chế tài chính phục vụ hoạt động phòng vệ thương mại còn thiếu và chưa có cơ chế riêng, cơ chế đặc thù cho lĩnh vực phòng vệ thương mại dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đại hội đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Triệu Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu bí thư khóa mới.